Công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự một đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi gây tai nạn giao thông và liên tục khai man lý lịch. Trước đó khoảng 16 giờ ngày 24 tháng 2, anh Dương Quang Thơm, 33 tuổi, trú tại xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột điều khiển xe máy Honda Everest lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn gần chợ Đoàn Kết, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột thì xảy ra va chạm giao thông với xe máy do một đối tượng điều khiển. Hậu quả làm đèn chiếu sáng của xe anh Thơm bị vỡ. Lúc này anh Thơm bị đau và ngồi xuống vỉa hè. Thấy chiếc xe của anh Thơm còn mới và giá trị, trong khi đó chiếc xe của mình đã cũ nên đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe của anh Thơm. Sau đó đối tượng giao xe máy của mình cho anh Thơm giữ làm tin, còn đối tượng nói dối là đưa xe anh Thơm ra hãng tìm phụ tùng để thay rồi nhanh chóng điều khiển xe tẩu thoát. Sau đó đối tượng đã sử dụng chiếc xe của anh Thơm đi hành nghề xe ôm và bị công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, đối tượng này đã khai nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên không khai rõ về nhân thân lai lịch của bản thân. Ban đầu đối tượng khai tên Đào Thành Phương, 67 tuổi, trú tại quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên cơ quan điều tra tiến hành xác minh nhưng không đúng. Tiếp tục sau đó đối tượng khai tên Lê Đăng Phùng, 67 tuổi, trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Cơ quan công an tiếp tục xác minh nhưng vẫn không đúng. Hiện công an thành phố Buôn Ma Thuột đang tổ chức xác minh và thông báo đến các cơ quan chức năng, nếu biết rõ nhân thân lai lịch của đối tượng này thì sớm thông tin đến công an thành phố Buôn Ma Thuột để phối hợp giải quyết.